Tiếp tục vụ việc vỡ đập bể chứa chất thải hóa chất nghiêm trọng tại nhà máy DAP số 2 thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai mà chúng tôi đã phản ánh trong bản tin ngày hôm qua. Gần một tuần sau khi xảy ra sự cố, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đã nhanh chóng vào cuộc xử lý, di rời tạm thời cho các hộ dân đến nơi an toàn và khắc phục ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên đến nay, 35 hộ dân vùng bị ảnh hưởng vẫn chưa thể ổn định cuộc sống. Nhiều cơ sở sản xuất xung quanh khu vực vẫn chưa thể khắc phục và sản xuất trở lại. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sự cố vỡ bể chứa chất thải của nhà máy DAP số 2 xảy ra quá bất ngờ vào 12 giờ trưa ngày 7 tháng 9, đã khiến 35 hộ dân tại các xã, thị trấn Tàng Lỏng, Phú Nhuận và xã Xuân Giao trở tay không kịp. Toàn bộ hệ thống điện, nước sạch gần khu vực này cũng bị tê liệt. Nhiều ngôi nhà, thiết bị đồ dùng gia đình của các hộ dân bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Rất may đã không có thiệt hại về người. Gần một tuần nay, dù đã được hỗ trợ để di rời tạm thời đến nơi an toàn, thế nhưng chị Oanh vẫn thấp thỏm ngày đêm về nhà để trông coi tài sản. Mọi công việc cuộc sống của chị cũng hoàn toàn bị đảo lộn. Vợ chồng con cái tôi chạy ra thì nhìn thấy nước nó đã vào đến cửa rồi. Thế là bốc tung lên cả nhà chạy. Trong vòng 30 phút là nước rút là chúng tôi về nè. Coi lổi lềnh bềnh và bùn. Nhà có 4 cái xe thì bây giờ là coi như ngập bùn cả 4 mà. Nổ không nổ được mà mang đi sửa thì nhà máy thì bảo bây giờ phải để về thẩm định đã thì mới biết được là có thật hay hư. Bây giờ chồng con tôi là đi làm không có xe. Tôi đang làm may mà bây giờ là trôi hết đồ đạc mà đảo lộn cuộc sống của tôi. Giờ tôi cũng chẳng biết làm cái gì để mà ăn. Còn đây là hộ dân duy nhất ở lại sau sự cố vỡ bể chứa chất thải do nhà máy DAP số 2 gây ra. Lý do mà gia đình anh Tạm đưa ra là vì tài sản của cơ sở sản xuất quá lớn, không thể yên tâm mà gì rời. Bà con thì chuyển đi hết, gia đình tôi thì nhà xưởng ở trên này thì nên đâm ra nó vẫn phải ở trên đây trông máy móc. Thế còn mùi hôi thối thì nó bốc lên thì cũng khó chịu. Thế nhưng mà cũng vẫn phải ở ấy biết sao. Những tài sản giờ nhận của họ thì ngập nước thì giờ họ yêu cầu là họ không lấy nữa, cũng khất họ là đợi khắc phục. Ngoài ra một số cơ sở sản xuất gạch, cơ khí gần khu vực này cũng bị cuốn trôi, phải ngừng hoạt động khiến công nhân của các cơ sở này phải nghỉ việc. Theo thống kê của chính quyền xã Phú Nhuận, riêng xã này có đến 29 trên tổng số 35 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện nay có khoảng độ 4 nhà là mất hết tài sản rồi, đây, tất cả mọi thứ. Còn tất cả các cái hộ kia tuy không bị trôi nhưng mà hầu như tài sản của dân ấy mà cái nước mới bùn này nó tràn vào nên là không sử dụng được nữa. Trước sự cố này, lãnh đạo công ty cổ phần DAP số 2 thuộc tập đoàn Vinachem đã nhận trách nhiệm và đang thống kê những thiệt hại để đền bù cho bà con. Tính đến ngày 11 tháng 9, phía công ty DAP số 2 cũng đã tạm ứng tiền hỗ trợ cho 35 hộ dân, mỗi hộ 7 triệu đồng tiền ăn ở. Và đang tiếp tục tạm ứng tiếp tiền hỗ trợ cho các hộ dân thêm 10 triệu đồng để mua các thiết bị vật dụng sinh hoạt ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, phần đa người dân vẫn chưa nhận số tiền này. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu gì. Đúng như đánh bạc, là vì sao? Đấy như vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng, không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê. Những kỹ năng và tri thức để phòng vệ. Những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp, học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt, phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15. 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ.
Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo phác đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vẫn quá thẻ ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu cá lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chị lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Dạ, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2 cân rưỡi trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền cho ông, còn lớn như không què chân không lở rốn công mắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp, kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21:10 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.